Các bác em buổi chiều nay em tiếp tục lại giới thiệu cho tất cả các bác anh chị một chiếc máy giặt của dòng VL5600L. Đây, một con máy mẫu máy rất là mới và đẹp của dòng Pala. Con này là full công nghệ, full tính năng mà rất nhiều anh em thích luôn. Đó là có Eco Nano và Eco Lavi và con đèn xanh này, đèn nano khử khuẩn này, cái trên mặt kính này. Đấy, một con máy rất đẹp của dòng Pala. Con này thì chuyển động bằng trực tiếp, sấy bằng công nghệ block luôn. Mà rất nhiều anh em quan tâm đến nó và săn lùng. Nhưng tuy nhiên để đạt được những cái con máy mới đẹp như này thì cũng không có nhiều các anh em. Con máy còn rất mới và bóng này. Đấy. Với con này thì chạy ống mâm từ trực tiếp cho nên là nó sẽ giảm thiểu cái việc là nó vận hành nó sẽ êm hơn so với những cái dòng dây loa. Và độ ồn và độ ồn nó sẽ bớt đi hơn rất nhiều với cái dòng xoay chạy bằng dây loa. Đây là công nghệ và đi đầu của dòng người Nhật, họ đã chuyển động trực tiếp. Bởi vì họ làm chuyển động trực tiếp từ năm 2002. Bắt đầu thì Nhật đã có máy giặt chuyển động bằng trực tiếp và có sấy. Thì sấy thì có, họ có rất lâu rồi. Họ có sấy công nghệ sấy block thì cũng làm tầm đấy, còn công nghệ sấy nhiệt thì họ có. Đấy, một con máy chạy êm ru luôn các anh xem này. Đấy, em sẽ quay tất cả chi tiết bên trong một con máy VL5600. Đó này. Khi nó vận hành nó quay bên trong cái này gọi là lọ, gọi là cái lâm châm từ. Đấy. Và nó làm bằng công nghệ này thì nó làm bằng đất hiếm. Cho nên là hút những cái dòng này còn lâm châm từ còn đất hiếm thì nó có cái lực hút sẽ mạnh hơn và khỏe hơn do những cái dạng là lâm châm thường. Đấy. Thì những cái chất liệu này thì theo như em được tìm hiểu và biết thì nó rất hiếm, thì hiện tại ở trên thế giới thì ở Trung Quốc là nơi nhiều nhất lượng trữ rất hiếm. Đấy. Và cho nên là đấy là những cái mà rất là hay của dòng VL, cũng như là những cái dòng chạy bằng công từ trực tiếp như vậy. Có thể bên trong này nó sẽ có một cái hộp block này. Đấy, bên trong hộp block này nó sẽ có một cái block để chúng ta khi chúng ta sấy qua, nó sẽ qua một cái vòi này. Đấy, có thể chạy để rất là êm. Từ họ làm tất cả những cái chi tiết, đấy, có thấy chưa, dây dợ bên trong rồi để lồng và tất cả mọi cái họ làm rất chắc chắn và nhìn trông rất là gọn gàng đẹp mắt, chứ họ không làm lòng phòng như những cái máy khác, thấy chưa. Bên trong tất cả những chi tiết một con máy giặt VL5600 rất còn mới luôn. Đấy. Còn cái mặt nhựa này nhé, các bác nhìn này. Ở bên trên của họ còn rất mới, sử dụng ít cho nên là còn rất chất, nên liệu nó rất là bóng luôn, có thể soi gương được. Đấy, các bác nhìn chưa, một con máy rất là đẹp của dòng VL5600. Em sẽ quay tất cả chi tiết cho tất cả các anh chị nào có nhu cầu về con này thì hãy liên hệ. Đây, sườn tôn của nó rất còn rất mới. Đấy, không bị móc mép. Em bởi vì em bán tất cả những sản phẩm nói chung là đều là những cái mặt hàng tuyển chọn đẹp để lên tay cho các bác, làm sao khi các bác nhận nó thì không còn phải suy nghĩ gì về bàn cãi gì. Đấy. Thì người ta vẫn đang nói là tiền nào của đấy mà. Bởi vì bây giờ thì trên thị trường nhỏ rất nhiều cơ sở bán những cái dòng máy giặt. Nhưng tuy nhiên thì để đạt được như em, bởi vì em mua thì em không mua lô, và em sẽ mua những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn để em bán cho tận tay cho bác. Bởi vì em bán khắp tỉnh thành, tất cả tỉnh thành trên khắp toàn quốc, 63 tỉnh thành. Con máy khá là đẹp của dòng VL. Con này thì giặt 9 sấy 6 biến tần liên cơ, chạy bằng mâm từ trực tiếp, không chạy bằng dây cô loa. Đấy là những cái mà được của dòng máy nhiệt nội địa và con dòng máy VL này. Đấy, tất cả chi tiết còn rất đẹp, rất mới luôn. Ok, con này chạy vận hành với máy lành tính. Đấy. Và những con dòng máy giặt còn mới như này thì các bác yên tâm thì ok, vẫn chạy vận hành. Con này em đã test rồi. Vậy bác nào có nhu cầu về con dòng máy VL giặt con này thì hãy liên hệ 5600 nhé. Con này là 5600.
Đấy, còn dòng máy giặt của em rất nhiều, em để ở bên kho bên kia. Em còn rất nhiều dòng máy giặt, nhưng tuy nhiên em nên chỉ lên sóng con này. Vậy các bác nào có nhu cầu vào con này hoặc là đặt hàng những cái mẫu máy giặt mà các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm. Vâng, xin chào các bác.